Hello, hi, chào tất cả mọi người. Hôm nay mình quay cho mọi người coi cây trứng cá của mình đó. Nó đã chín rồi nè. Mình ở miền Bắc Cali nha, mình trồng được trứng cá, trái nhóc hết trơn nè. Mà nó chín nữa nè. Đây cao quá, để bẻ tới không? Ok, đây là cái trái trứng cá đầu tiên mà mình trồng, nó chín mình ăn đây. Để ăn thử nha mọi người. Lâu lắm rồi không có ăn trứng cá. Ngon lắm. Nó giống y chang như là ở Việt Nam mình thôi. Rất là ngon. Thơm. Hình như nó thơm hơn thì phải. Đây còn thêm một trái chín nữa nè. Cho mọi người coi. Trái này nè. Đó. Nó chín rồi. Giùm bé nha. Đụng rớt luôn rồi nó chín cây luôn á. Bao nhiêu năm rồi không được ăn trứng cá? Được, bữa nay được hình như được 4 trái chín. Mà mình xuống không kịp, nó rớt hết 2 trái đó. Nè, nó rụng rồi, chín quá nó rụng rồi. Chín quá nó rụng rồi nè. Đây 1 trái nữa. Chắc mới rụng thôi. Đó, đây có nhiều trái chín nhưng mình phải canh me à. Có nhiều trái trên này lắm nè, mọi người coi thấy không? Mấy trái nhỏ rất là nhiều luôn. Đó. Đây là trứng cá chín nè. Xíu vạ, thấy trứng cá chín không? Ăn thử rồi đó. 2 trái. Còn 2 trái này rụng, một hồi ăn sao? Ngon. Ăn nhớ quê hương. Đó, chúc chia sẻ với tất cả mọi người. Đây là trứng cá chính của mình. Bye. Bye, chào tất cả mọi người nha.